3, 2, 1. Xin chào các bạn, hôm nay mình và Vân sẽ cùng nhau chơi một tựa game đang rất là hot. Đó là Adorable Home, tức nghĩa là ngôi nhà thật là đáng yêu. Vậy nó có đáng yêu hay không? Mình đã bảo rồi, phắc tức liều tranh em xứng đáng với lâu đài. Chọn nhân vật đi, em chọn đi kìa, cho em chọn trước. Chọn... Nữ ấy. Chọn tóc đen truyền thống. Tên là Vân... Vân gì đây? Vân Sinh. Vân Vân thôi. Vân Vân và Vân Vân rồi. Em da đen hay da gì? Da trắng. Da đen đi em. Eo trong kia. Da đen deep thường to ấy. Confirm. Anh chọn thằng này nhá. Rồi, anh là đầu cua. Ok, nhưng mà do ký tự ở đây nó bị giới hạn nên chỉ đến đầu cua. Đến đầu cua. Đến đầu cua. Đến đầu cua nhá, không cua được đâu. Anh chọn da đen tí cho nó to nhá, dùng nó sướng. Vâng. Anh đọc sắp. Baby à, bây giờ đây là nhà của chúng ta rồi đó. Mọi chúng ta sẽ có một cuộc sống thật là tuyệt vời, phết nhau cả ngày. Ôi, tuyệt quá, em thích lắm. Trong sắp là cái gì đấy? Nhưng mà ở đây hơi bừa bộn anh à. Bừa bộn hả? Dọn quá đi, ý kiến nhiều. Được rồi, và chúng ta cần phải dọn nó thôi. Em dọn đi nha, cho anh. Được rồi, cùng làm nào. Nó bảo let's do it, chứ nó có bảo là let's do it together đâu. Đừng có mà chí. Vợ chồng cái gì phải có nhau chứ. Em tự dọn đi. A few moments later. Trong khi đến bế một con mèo vô dụng vãi. Ô. Ôi, cuối cùng nhìn đẹp hơn rồi đó anh à. May mắn. Ok rồi, Vân Navi. Đầu cu. À, chúng ta sẽ làm nó tuyệt hơn. Ok. À, Tuyết có vẻ thích nhận à? Con mèo nhà này đặt tên là Tuyết Bít. Mì trắng. Trắng như tuyết. Chụp hình em kìa. Nhà nghèo bãi đá không dùng iPhone nên dùng cái máy ảnh kỹ thuật số này. Rồi, giữ lại hình con mèo. Nên mèo này mèo được cái mèo cái. Mèo cái. Sao biết? À, khi nó chụp hình nó khép chân lại đúng không? Đúng rồi. Hợp lý. Rồi. Moment. Mỗi khi mà chúng ta chụp hình thì nó sẽ lưu lại trong album ảnh này. Đây, nhà mình chuyển này. Rồi đến có con mồn lèo này. Và hình chụp của nó. Thế trước khi chuyển đến đây thì ở đâu? Là... Nó tên là Ugly Home, mình phải chuyển đến Adorable Home. Rồi, ok, anh ta về nào. Phòng khách. Trời ơi, có chụp không? Ồ, em nghĩ lâu đói rồi anh à. Nên chúng ta có cho nó ăn không nhỉ? Quạt quạt. Rồi, ok, ta sẽ bấm vào đây. Đây là cái bát cho mèo ăn đúng không? Nó có nhiều thức ăn này. Ồ. Ui, cá khô ạ. Đúng rồi, thế thì nó sẽ tùy bữa ăn để được tim hay sao ấy. Ờ, đúng rồi, cá khô này. Thế nếu là anh cá là mèo thì anh sẽ này. Ăn gì? Mèo mà anh sẽ ăn gì á? À, anh sẽ ăn xúc xích vịt pate. Thế thì ăn cá khô đi. Ok, refill. Sau khi mà bạn cho đồ ăn này, mèo sẽ ăn và sau đó là thời gian đến lui nó sẽ cho bạn tình yêu dựa vào thức ăn. Không có đồ ăn cho mèo không mất tiền à? Đây là đang hướng dẫn chơi còn gì gà đây. À. Đây, em yêu hãy nhận lấy cái đống tình yêu này của anh. Và anh sẽ dạy cho em cái cách mà để đăng ký cho ngôi nhà bằng cái số tình yêu mà anh đã trao tặng à. Thế nghĩa là trong game này thay vì dùng tiền tệ thì nó dùng cật để mà đổi lấy tim để mà tim để đổi lấy vật phẩm. Đó mà đây đúng không? Shopping. Mua. TV. Quạt. Nóng. Trời đang rất nóng. TV. Tại vì sao? Ở gia đình em bao giờ có hai vợ chồng thì phải Netflix and chill. Có nghĩa là chúng ta, anh đã bảo được từ đầu gì, hai vợ chồng sống hạnh phúc nhất là cứ phải là phệt cả ngày. Nên mà rốt cuộc là mua TV, Netflix and chill. Ok. Bây giờ anh phải đi làm đây. Em chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh đi kìa. Thế tại sao không phải em đi làm, anh chuẩn bị đồ ăn trưa? Em có biết tại sao không để đi làm không? Tại sao? Bởi vì ở trong game này ấy, người đàn ông lúc nào cũng sẽ là trụ cột của gia đình. Bây giờ em có cột không? Có. Nhưng mà sao em chơi game của em, vợ em đi làm mà em ở nhà? Tại vì mày không có cột. Đấy, vẫn nó chuẩn. Rồi, chạm cho mèo sướng đi nào. Rồi, mua tim. Em làm nó tức luôn kìa. Ai mèo đi sơ một đuôi. Ở lại được rồi. Đây này, muốn biết nó mèo đi cái mèo cái. Đây nhá, bây giờ nó phơi ra. Mày là chơi với mèo đi như thế. Em đố chị chạm vào chỗ nào cho em nó đã chơi tim. Con mèo đi cho nó sướng à. Đây quay cái cả chị Linh. Đấy, đi cho thêm một cái tim rồi.
chạm đi. Nếu mà để cho nó tức giận 3 lần là mẹ nó sẽ cào sấp mặt. Còn một cái nữa thôi. Đấy. Còn một phát nữa thôi, một là trúng này là tim, hai là bị cào chứ. Đúng là gà, tưởng thế nào. Ơ. Xị đây. Bác Phương siêu biết nhỉ? Chuyện. Rồi xong, còn hai phát nữa là chết. Im ra đây, tại vì chị Vân cầm đấy. Ôi xin lỗi nhá. Vãi cái tại chị Vân. Ôi tắm. Fail rồi à? Tôi fail rồi. Này, cho tắm lại thì dễ hơn nhiều nha. Anh sẽ lo đâu. Nước, em sẽ lo tắm cho nó. Từ từ, rồi nước ấm rồi, nước ấm rồi em ơi. Nước ấm rồi kìa. Từ từ. Ôi nước nóng. Từ từ. Em biết nóng. Nước nóng. Anh nghiêng 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 em đi. Em quên mồm. Tắm đi. Yeah. Cuối cùng thì trong 3 thử thách thì cũng đã làm được một cái là đi tắm rồi đó. Đi shopping nha. Mua nhà đồ, mua đồ cho nhà đây. Không đủ tiền. 1318 còn gì? Hoặc một cái quạt đi anh. Thôi đừng mua mèo. Nóng chảy bỡ ra. Thế mua cái bento box thì được cái gì? Được con Dicky này. Dicky Mina. Dicky Mina nhá, mông to da đen này. Oliver, con này yêu này, Oliver con này yêu bãi trắng xám này. Anh mua nhiều đi, không đủ. Hết tiền rồi, em còn làm gì nữa không? Em đánh thử và xét tính xem. Nó chưa mở được giường với lại ấy kìa. Đổi được character à? Nếu như anh chia tay lần này thì anh chia tay team. Bỏ chia tay bỏ team ra được có người yêu mới à? Nếu như mà chọn người khác thì vãi hàng. Ước gì ở ngoài đời cũng thế thì ngon nhỉ? Khó á. Xem còn gì không? Mai là gì? Đồ cá nhân này. Và như vậy qua video lần này tụi mình đã chơi thử trò game, nói chung game đáng yêu, rất đáng yêu. Hình đẹp mà đồ hình giống kiểu Hàn Quốc. Cái kiểu hoạt hình ấy, nhưng mà nói chung là con mồn lèo bọn pussy nó này rất khó chiều. Thật sự mà pussy nhà mình như thế bóp cổ suốt cho mấy phát. Có thế không? Em không nuôi mèo đúng không? Không. Bảo sao? Và các bạn có chơi trò này hay như nào không? Hãy comment ngay xuống bên dưới. Hẹn lại bạn các video lần sau. Ê, sắp được này, sắp. Nào đố em đây, một phát nữa thôi, một là ăn cướp, hai là ăn đòn. Không được.